Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các sư cô, chuyên đề bài 7 là khế ước xã hội và vương quyền. Đây là phần quan trọng của triết học chính trị xã hội của Đức Phật. Thông qua việc khảo cứu về học thuyết khế ước xã hội và vương quyền trong Phật giáo đó, chúng ta hiểu thấu đáo hơn quan điểm của Đức Phật về thể chế chính trị mà trước khi đi tu á, Ngài là một dự phần quan trọng với tư cách là Đông Cung Thái Tử. Trong chuyên đề này chúng ta sẽ khảo cứu một số vấn đề như sau. Vấn đề 1, học thuyết khế ước xã hội, tiếng Anh gọi là social contract. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của khế ước xã hội. Trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 93, bản kinh nói về nguồn gốc của thế giới, mà thông qua đó chúng ta gián tiếp tìm thấy được các dữ liệu nói về sự tiến hóa của xã hội loài người. Và thuyết tiến hóa này đó khác hoàn toàn với quan điểm của Ấn Độ giáo, và hẳn nhiên là vượt lên trên quan điểm của Darwin. Darwin thì cho rằng con người được tiến hóa từ loài bò sát cho đến loài bốn chân, mà tinh hoa nhất là loài khỉ vượng. Rồi từ loài bốn chân đó khỉ vượng đã trở thành con người. Học thuyết này đã ngự trị trên học đường suốt nhiều thập niên qua, và hiện nay nó vẫn là một trong những học thuyết tiến bộ để thay thế cho học thuyết của các kinh thánh rằng con người là tạo vật của Thượng Đế. Một mặt ghi nhận sự tiến bộ của học thuyết Darwin, mặt khác chúng ta phải thừa nhận học thuyết này có những điểm không chuẩn. Nếu thật sự đó con người được tiến hóa từ loài khỉ vượng, thì tại sao trải qua mấy nghìn năm tồn tại của con người, có rất nhiều loài khỉ vượng nhưng chẳng thấy con khỉ vượng nào trở thành con người? Học thuyết khi trở thành là một quy luật đó, thì quy luật đó phải được chứng minh là đúng trong nhiều tình huống, hoặc không nói là trong tất cả các tình huống. Lần này nó chỉ đúng ở trong học thuyết con mấy thôi, còn trong thực tế thì chưa ai đã từng nhìn thấy con người được trở thành từ con khỉ vượng, mà trên thực tế con người được sinh ra từ bụng của người mẹ thôi. Ấn Độ giáo thì cho rằng trong sự sáng thế của mình đó, thì Phạm Thiên tức Brahma đã tạo ra một thiết chế xã hội gồm có 4 giai cấp. Đang khi Đức Phật là cho rằng đó, các cái loại hình nghề nghiệp mà con người theo đuổi trong một quãng đời người hay là trọn kiếp người
là do sự dẫn dắt của tự do ý chí, tức Chetana. Nhờ tự do ý chí đó mà con người đã quyết định lý tưởng, nghề nghiệp, lối sống và chấp nhận gặt hái các thành quả đối với những gì là tốt, chịu những hậu quả đối với gì là xấu do chính mình đã tạo ra vô tình hay là cố ý. Và học thuyết này đó được chứng minh là một sự áp đặt về phương diện chính trị mà các nhà Ấn Độ giáo đó lợi dụng vào để cai trị người dân của họ thôi. Cho nên nó không có được sự chính xác như là bản chất của kế hoạch xã hội vốn có. Nói về nguồn gốc con người đó, thì kinh Khởi Thế Nhân Bổn thuộc kinh Trường Bộ cho rằng con người trên hành tinh chúng ta đang sống có nguồn gốc từ các hành tinh khác. Và nguyên do mà họ dừng chân lại trở thành là những cư dân đầu tiên của địa cầu này đó là vì tham ái, tanh ha. Bản kinh mô tả là họ đã nếm vị của đất và đam mê với cái vị của đất trên địa cầu này. Từ đó đó họ đã chọn đây là quê hương mới, không trở về hành tinh mà họ đã từng được sinh ra nữa. Từ cái quá trình hình thành xã hội đó đó, nó làm cho họ suy nghĩ thế này nè: giá mà trên địa cầu này cũng có được những người như tôi xuất hiện thì sướng biết dường nào. Thì đồng thời vào thời điểm đó, một cách tình cờ, cũng có những người gieo tạo các phước báo tương đương và đã đến địa cầu này. Nên đó, đã dẫn đến cái ngộ nhận lớn là người đầu tiên có mặt cho rằng mình là đấng sáng thế. Mà trên thực tế đó, chẳng có sanh ra người nào, mà người khác ta sanh ra là bằng cái nhân duyên, nghiệp quả của chính họ có cùng một mẫu số với cái người đầu tiên thôi. Khi thể chế xã hội đã được thành lập đó, thì bắt đầu nó tạo ra cái chế độ tư hữu. Người ta càng thu tóm về mình nhiều chừng nào thì càng thể hiện sức mạnh mình chừng đó, và người có sức mạnh chừng nào thì càng có nhiều sở hữu chừng đó. Và từ đó đó, các cái tranh chấp xã hội bắt đầu có mặt, bao gồm chiến tranh thuộc địa hay là sự lừa dối, rồi lừa đảo, trộm cắp. Và từ đây đó, tất cả các hình thái bạo lực bằng lời nói, bằng hành vi, bằng học thuyết và rất nhiều các tệ nạn xã hội theo đó phát sinh. Như vậy, cái diễn trình của nguồn gốc xã hội theo Đức Phật đó, sở dĩ mà đã dẫn đến tình trạng loạn lạc là do vì cái lòng tham ái của con người thôi. Sau những cuộc chiến, những chiến lợi phẩm bao gồm động sản, bất động sản, phụ nữ để hưởng thụ và để bảo vệ các cái chiến lợi phẩm đó đó, người ta phải dùng tất cả những cái mưu tính chà đạp sức dân phẩm, chà đạp sức lao động của nhau, bóc lột lao động của nhau, rồi tạo ra biết bao nhiêu là hình thái bất công. Thế đó là cái cách mà Đức Phật đã nhìn thấy cái sự xuất hiện, rồi diễn tiếp phát triển và bản chất của khế ước xã hội mà con người đã từng trải qua như thế. Đang khi đó thì Ấn Độ giáo đó đặt ra cho Phạm Thiên, một nhân vật vốn không có thật, một cái quyền lực xã hội quá lớn,
đó là người thiết kế ra cấu trúc xã hội và định đoạt cái thân phận của con người trong cái thiết kế xã hội đó, mang tính tập cấp từ thế hệ này sang thế hệ khác ta, không có một sự lựa chọn bằng lý trí hay là bằng sự tự do. Nói cái khác là quyền lực chính trị xã hội đã đặt vào trong vòng tay của Phạm Thiên, một nhân vật không có thật, để làm bình phong cho vòng tay quyền lực đích thực của các vị vua chúa. Ở Trung Quốc thì người ta rõ ràng hơn, tức là thể hiện cái mưu tính đó một cách công khai hơn. Ở trên đó thì có ông trời, ở dưới đó thì có ông trời con, thiên tử. Và ông trời con mới đích thực là ông trời thật. Còn ông trời thật á, chỉ là ông trời bình phong, chỉ tồn tại trong khái niệm thôi, trong tâm tưởng của con người, hoàn toàn không có trong hiện thực. So sánh với Phật giáo á, thì cái quyền lực chính trị được xây dựng trên tính đồng thuận, mang tính tập thể, the collective consent of the people, tức là tập thể quyết định như thế nào thì cái cán cân của chính sách đó sẽ thiên về như thế đó. Đó là cái mô hình mà các thể chế dân chủ ngày nay đó áp dụng, tức là dân chủ theo đa số, lấy cái biểu quyết đồng thuận của đa số trở thành chính sách chung của quốc gia. Và như vậy ở đây không có sự áp đặt ý cá nhân của một vài lãnh chúa dưới danh nghĩa thượng đế mặc khải để chà đạp và bóc lột sức dân phẩm, sức lao động và dân phẩm của con người. Cũng trong bài kinh Khởi Tế Dân Bổn đó, thì Đức Phật nói rất rõ sự hình thành luật pháp là rất cần thiết. Mục đích chính của luật pháp là nhằm trừng phạt kẻ xấu để tạo ra cái công bằng xã hội tương đối cho những người lương thiện. Và do vậy tù đài đã được dựng lên, các khung hình phạt từ nặng nhất cho đến nhẹ nhất đã được sắp đặt, và bất kỳ ai không tuân phủ, tức là vi phạm luật pháp đó đó, thì sẽ bị nghiêm trị. Luật pháp là trên hết, và sự có mặt của dương quyền trong tinh thần này đó là nhằm thiết lập một trật tự xã hội, theo đó đó hòa bình, thịnh vượng, phát triển đó được đề cao, ít nhất là được cam kết nỗ lực thực hiện. Còn thực hiện được bao nhiêu, đến đâu đó là lệ thuộc vào cái tâm đức và trí đức của nhà vua và cái thể chế chính trị phục vụ cho nhà vua đó. Và cũng trên nền tảng này, thiết chế gia đình, thiết chế cộng đồng, thiết chế xã hội đã có mặt. Xem ra đó thì bản kinh đã gián tiếp giới thiệu chúng ta về một khế ước xã hội. Từ cái nguyên nhân hình thành ra thể chế chính trị cho đến bản chất của thể chính trị dựa trên nền tảng dân chủ và các hình thái tổ chức xã hội để cho xã hội đó ngày càng được phát triển hơn. Nếu chúng ta tạm quên Đức Phật là bậc giác ngộ đi và gắn kết Ngài với Thái tử Đông Cung của nước Sakya, thì học thuyết thể chế chính trị của Ngài đưa ra đó trong bản kinh này đó là một sự tiến bộ về quan điểm. Là bởi vì xã hội cổ đại trên toàn cầu vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch nói chung, và thể chế chính trị cổ đại tại đất nước Ấn Độ trong 16 tiểu quốc lúc bây giờ đó, thì đều cho rằng đó, Thượng Đế là đấng tạo ra thiết chế xã hội. Ở đâu người ta cũng nói thế,
Ở Trung Quốc ta cũng nói là ông trời sắp đặt ra và là giao cái trọng trách thiết kế xã hội đó cho là thiên tử. Còn ở Ai Cập, ở Hy Lạp hay là bất cứ một nơi nào trên hành tinh này, vào giai đoạn đó người ta cũng tuyên bố tương tự ta. Đức Phật là tiếng nói lẻ loi, như là trở thành sao bắt đầu chói sáng. Về quan điểm cho rằng đó, chẳng có ông trời nào đã thiết lập ra xã hội, chỉ có con người đã thiết chế ra thể chế chính trị, rồi mượn chiêu bài của Thượng Đế để áp đặt lên con người vốn kém sức mạnh hơn mình, vậy thôi. Cho nên cái vai trò quan trọng nhất, cao nhất của một thể chế xã hội là để đảm bảo được cái trật tự xã hội, hòa bình và phát triển. Ngày nay tới nhiều nước đã đạt được hòa bình, nhờ phát triển hay không nó là một vấn đề khác nữa. Cho nên hòa bình không vẫn chưa đủ. Việt Nam chúng ta đã được hòa bình từ năm 1975, 39 năm rồi, nhưng mà chúng ta chưa phát triển, chúng ta chưa có bình ổn xã hội, chúng ta vẫn còn đối diện với rất nhiều các cái loạn lạc, giết chóc, hãm hại, phạm pháp, lừa dối, chà đạp sức lao động, nhân phẩm của nhau, và vẫn còn đó những bế tắc xã hội, những rối loạn xã hội, những khủng hoảng xã hội rất là lớn. Cũng theo bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn đó, thì chức năng của chính phủ là để đảm bảo sự an toàn xã hội. Các nước xã hội chủ nghĩa thì ta ngoài cái đảm bảo an toàn xã hội còn đảm bảo cái an toàn chính trị, tức là một chính thể duy nhất thôi, chứ không có một quan điểm về chính thể thứ hai được chấp nhận. Thì cái an toàn chính trị đó đối với các thể chế xã hội chủ nghĩa lại quan trọng hơn cái an toàn xã hội nữa. Còn ở đây Đức Phật xác định rõ là cái an toàn xã hội và an toàn kinh tế mới thật sự là hai nội dung phục vụ cho quyền lợi và hạnh phúc của người dân mà. Còn an toàn chính trị là phục vụ cho một thể chế chính trị, mà thể chính trị đó là nó tồn tại trong khoảng một thời gian lịch sử nhất định, chứ nó không thể là vĩnh hằng. Dù là thể chế chính trị nào trong lịch sử, nhiều nhất là cũng vài trăm năm, và rồi đó nó bị thay thế bởi các thể chế chính trị khác. Sau khi một chính phủ đã đảm bảo được sự an toàn xã hội và kinh tế đó, thì lúc đó đó chính phủ đó mới có những cái quy luật, những cái chính sách ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, ethical degeneration. Suy thoái về đạo đức nó là một cái tiếng chuông báo động đỏ ở những quốc gia kém phát triển, trong đó có Việt Nam. Chúng ta thấy là ngày nay giết nhau chỉ vì chờ đợi cơm mà chưa đến phần mình, giết nhau vì 500.000 đồng, con giết cha, vợ giết chồng, rồi cha giết con, bởi những cái chuyện không đâu mà cái cách giết rất là tàn nhẫn, độc ác. Có lẽ là về lĩnh vực này đó thì Việt Nam cũng thuộc về hàng top 10 của thế giới. Nó có thể có nhiều nguyên do dẫn đến cái tệ nạn đó, và một trong những nguyên do đó là thời kỳ xã hội chủ nghĩa đó, người ta không quan trọng về vấn đề đức dục, tức là giáo dục đạo đức ở nhà trường. Cho đến khoảng một thập niên trở lại đây đó, thì cái môn giáo dục công dân đó mới trở thành là được quan tâm. Nhưng mà giáo dục công dân có không nhấn mạnh về giáo dục đạo đức, nhấn mạnh về luật pháp, rồi ban giao quốc tế, rồi môi trường đủ thứ, tức là một cái loại giáo dục thập cẩm. Đang khi giáo dục đạo đức đó, nó quan trọng hơn là học lễ của Trung Quốc. Ở Việt Nam người ta cứ theo Trung Quốc, tiên học lễ hậu học văn. Học lễ là giao tế thôi, mà giao tế chưa chắc là có đạo đức. Nhiều khi người ta lịch sự, người ta giao tế như thế,
Còn học đạo đức thì tự động có lễ và có được những cái giá trị khác, cho nên học lễ không đủ. Tiên học đức, hậu học văn thì chuẩn hơn. Và khi nào mà một thể chế chính trị có thể ngăn chặn được tất cả các hình thái bất ổn xã hội, suy thoái đạo đức, thì lúc đó hòa bình và thái bình mới thật sự ngự trị, người dân mới có hội phát triển một cách bền vững, đóng góp các cái năng lực chất xám của mình cho đất nước đó. Đây là một mô hình là xã hội lý tưởng. Vì Đức Phật đã từ bỏ chính trị, cho nên mô hình của Ngài dầu rất hay, chúng ta cũng tạm gọi là mô hình lý tưởng, vì Ngài chưa từng thiết lập ra một cái mô hình như thế với tư cách là một nhà lãnh đạo chính trị. Nếu mà Ngài trở thành vua của nước Sakya, chưa chắc Ngài đã làm được, vì lúc đó nó còn có cả một cái thiết chế quân chủ ràng buộc theo, và là lúc đó là các quan tướng trong gia đình gây áp lực để buộc nhà vua phải làm theo quan điểm của họ. Còn trong các cái thể chế tư bản mà tính dân chủ được đề cao đó, thì tổng thống không phải là được quyền quyết định hết. Tổng thống phải quyết định theo luật pháp, quyết định theo những gì mà quốc hội đã được thông qua. Rồi còn có thượng nghị viện phản biện nữa. Cái an toàn kinh tế là cái quan trọng nhất. Bây giờ chính thể gì không quan trọng, quan trọng là người dân có thể sống bằng đồng lương của mình hay không. Đó là một câu hỏi lớn. Trước năm 75 ở miền Nam đó, một người làm có thể nuôi được một gia đình 4 thành viên. Bây giờ đó, một người làm mà theo lương lũy tiến đó, trong 5 năm mới bắt đầu tham gia nghề đó, thì tháng có 1 triệu mấy, không đủ tiền mua xăng. Còn nếu đàn ông á thì không đủ tiền mua thuốc lá hút, phụ nữ thì không đủ tiền mua son phấn. Thì làm sao mà dẫn đến cái bình ổn xã hội được? Từ đó nó dẫn đến các suy thoái đạo đức, lũng đoạn luật pháp, móc quặc, tham ô, hối lộ, đủ thứ hết. Cái căn bản là gì? Cái đồng lương không đủ để người ta sống, cho nên người ta phải sống bằng cách mánh mung. Khi nào giải quyết được vấn nạn đồng lương của con người đó, thì các hình thái lũng đoạn xã hội nó sẽ được giảm thiểu. Ở Việt Nam cảnh sát giao thông là những cái người mà nhận hối lộ nhiều nhất. Đang khi ở những nước phương Tây đó, lương của cảnh sát giao thông quá cao. Một tháng người ta chỉ được yêu cầu bắt khoảng được bao nhiêu trường hợp là đã đủ tiêu chuẩn rồi. Cho nên hối lộ họ, họ sẽ bắt mình luôn. Họ đâu có cần tiền. Vì cái rủi ro đó đó có thể làm cho họ bị mất nghề. Đó là những cái cách thức ổn định tiền lương để đảm bảo cái đạo đức của con người được duy trì. Để duy trì cái công bằng và trật tự xã hội đó, thì quan hệ giữa nhà vua và công dân của đất nước đó được đặt ra. Và bài kinh Khởi Tế Dương Bổn nó nêu ra một cái mô hình là xã hội rất là đặc biệt. Nhà vua do dân bầu, không dựa vào huyết thống thọ sinh, màu da, giai cấp như được chủ trương trong thể chế Bà La Môn hoặc là khắp nơi trên toàn cầu vào thời điểm đó. Mô hình vua do dân bầu là mô hình dân chủ. Nó giống như bây giờ bầu tổng thống, bầu thủ tướng, bầu chủ tịch nước vậy. Người dân bầu các nhân vật đó, chứ không phải là cha truyền con nối theo huyết thống. Cách đây đã 26 thế kỷ rồi mà lời Phật dạy nó còn tiến bộ hơn nhiều nước xã hội ngày nay. Như thể chế Bắc Hàn, cha truyền con nối, nó là xã hội chủ nghĩa chứ là nó là một thể chế quân chủ đúng nghĩa. Ông nội của cái ông mà đang lãnh đạo hiện tại truyền lại cho ba con ông ấy, ba con ông ấy giờ truyền lại cho ông ấy,
rồi mốt ông ấy mà giữ được cái quyền bính quân đội đó thì ông ấy lại tiếp tục truyền cho con trai của mình. Tức là một chế độ quân chủ núp dưới danh nghĩa xã hội chủ nghĩa thôi. À mà nói mình là quân chủ thì quân chủ là cha truyền con nói. Bây giờ quân chủ trên toàn cầu á là không còn quyền lực nữa, người ta giao cho quốc hội điều hành. Chẳng hạn như thể chế nữ hoàng của Anh và một số nước ở phương Tây chỉ là để tượng trưng thôi, cái danh dự thôi, còn điều hành đất nước là thủ tướng và quốc hội. Tương tự ở châu Á thì chúng ta có nước Thái Lan, nước Campuchia, rồi nước Bhutan. Thể chế quân chủ là tượng trưng với một số cái quyền danh dự và quyền lương bổng thôi, còn toàn bộ điều hành đó là do chính phủ hết. Thì trong các thể chế chúng ta thấy là thể chế quân chủ vẫn được xem là tệ nhất, còn thể chế dân chủ được xem là tốt đẹp nhất, vì nó phản ánh được cái quyền vọng của người dân, nó trở thành cái quyết định tập thể chứ không phải là tiếng nói cá nhân, cái áp đặt quan điểm cá nhân lên trên tổng thể của một đất nước. Số 2, nguyên nhân phân tầng xã hội. Theo Đức Phật á, thiết chế xã hội là do con người tạo ra, chẳng có ông Thượng Đế nào làm công việc đó, vì Thượng Đế chưa từng có thật. Nếu ông Thượng Đế có thật đi nữa, ông ấy cũng không thể nào có đủ năng lực để làm việc đó. Con người đã dựa vào các yếu tố quyền lực và đồng thời chịu ảnh hưởng bởi những cái tác động của sinh lý, vật lý, tâm lý và nghiệp lực đã tạo ra cái mô hình chính trị xã hội theo quan điểm chủ quan của mình và là của một tập thể trong từng giai đoạn lịch sử của con người. Bây giờ mình cứ nói đơn giản là cái lịch sử của Việt Nam đi, cho đến hết thời Pháp, Việt Nam vẫn được xem là nước theo chủ nghĩa quân chủ, cha truyền con nói là vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng của Việt Nam trong thời Pháp. Từ qua đến thời kỳ tư bản thì lúc đó ở miền Nam á lại đi theo tư bản, miền Bắc đi theo xã hội chủ nghĩa. Đến năm 75 á là toàn nước đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Chúng ta chỉ có ba cái thể chế chính trị chính thôi: quân chủ, tư bản và xã hội chủ nghĩa. Và hiện nay cái xã hội chủ nghĩa này đang đi theo tư bản hóa. Thì thể chế nào mà chấp nhận nền kinh tế thị trường, thể chế đó về bản chất là tư bản, mặc dù là chưa trọn vẹn. Thì chỉ có ba thể chế chính trị trên một chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam thôi. Bởi vì đó là do con người quyết định lên thôi, chứ có ông trời nào đâu. Khi thể chế tư bản lật đổ thể chế quân chủ tại Việt Nam, chả có ông Thượng Đế nào làm công việc đó, chỉ có các nhà chính trị dưới sự hậu thuẫn của quân đội làm việc đó. Và khi thể chế xã hội chủ nghĩa đóng vai trò lịch sử xóa sổ chế độ nô lệ và thuộc địa trên toàn cầu, thì thấy quốc gia tư bản hống hách và phạm tội đó đành phải cúp đuôi bỏ chạy về nước của mình, trả lại độc lập chủ quyền cho các quốc gia dược tiểu. Vậy đó cũng là quyết định của con người, người chiến thắng và kẻ thất bại, chả có ông Thượng Đế nào làm công việc đó. Vì hiện nay nhà nước xã hội chủ nghĩa lãnh đạo đất nước và họ cũng lãnh đạo bằng cái ý thức chủ quan của họ, chứ chả có ông Thượng Đế nào. Và tương tự đối với 175 quốc gia hơn còn lại trên toàn cầu thì cũng đều dựa vào các quyền lực
ảnh hưởng đến tâm lý và nghiệp lực chung, nghiệp lực riêng tạo ra. Trong bài kinh Khởi Thế Trân Bổn thì Đức Phật cho rằng vô minh, giận dữ và tham lam đó là ba nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cái khủng hoảng xã hội. Và cũng do ba động cơ này mà nó tạo ra cái sự phân tầng xã hội để bóc lột sức lao động của nhau, chà đạp nhân phẩm của nhau thôi. Do tham lam, người ta nỗ lực làm việc đó. Vì tham lam nó là một cái ứng dụng của vô minh, cho nên người ta đã lún sâu trong việc đó. Và bất kỳ ai nổi loạn kháng cự lại đều dẫn tới cái sự giận dữ ở giai cấp cai trị, cho nên họ có thể dùng tất cả mọi biện pháp để trừng trị, tiêu diệt. Vì đó nó đã thể hiện ra sự sân hận. Đi ngược lại với truyền thống của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ, Đức Phật khẳng định rằng vị thế xã hội của con người hoàn toàn dựa vào đạo đức, năng lực và trí tuệ của người đó, chứ chẳng phải là bối cảnh thọ sinh hay là giai cấp hoặc là những cái hào quang được tô trét trên họ bởi những sự đồn thổi. Thứ khác là theo Đức Phật, nhân vật nào có trí tuệ, đạo đức và năng lực thể hiện qua tầm nhìn lãnh đạo, quản trị và phát triển, nhân vật đó xứng đáng lãnh đạo đất nước. Ở đây chúng ta thấy khuynh hướng lợi ích nhóm là không được khích lệ, huống hồ là lợi ích cá nhân. Trong Jataka tập 1 trang 92 và 93 bản Pali, Đức Phật phát biểu như sau: trong giáo pháp của ta, tiêu chuẩn ưu tiên trong xã hội được phân định không dựa vào giai cấp mà lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ. Đó là sự khác biệt căn bản về quan điểm thể chế xã hội phân tầng giai cấp của Bà La Môn giáo so với Đạo Phật. Và chúng ta có thể khẳng định quan điểm của Đức Phật đó, nó trở thành như là nền tảng xã hội rất quan trọng cho các cải cách về thể chế chính trị trong lịch sử của loài người. Nếu như thế giới này đó mà biết đến những lời dạy của Đức Phật sớm hơn, chẳng hạn như là lời vừa nêu đó, thì cái thể chế quân chủ đã không tồn tại đến đầu thế kỷ 20 đâu. Nó có thể kết thúc sớm hơn ở thế kỷ 14, 15, 13, 12, vân vân. Vì năng lực trí tuệ và đạo đức của con người mới quan trọng. Chứ còn cái quyền bính tập cấp đặt cho họ một cái quyền cao nhất về chính trị áp đặt lên đại đa số quần chúng là không thể chấp nhận được. Kinh Trung Bộ tập 2 trang 148 và 154 bản Pali khẳng định giá trị thật của một con người không nằm ở sự xuất thân của người đó, mà lệ thuộc vào sự đạt được tài năng, kiến thức và giới hạn. Đây là lời tuyên bố có nội dung tương tự. Như vậy, dầu ai đó được mọi người tôn làm vua hay tự xưng là vua mà thiếu kiến thức, đạo đức và năng lực quản trị đất nước, chăm sóc người dân và phát triển đất nước theo hướng bền vững, thì nhân vật đó chỉ là một ông vua bất tài, vô dụng thôi, chứ không có mang lại cái ấm no hạnh phúc cho mọi người. Và tương tự mọi thành phần còn lại trong xã hội cũng vậy, giá trị đích thực của người đó là lệ thuộc vào trí tuệ và đạo đức. Có trí tuệ thì có tài năng, có đạo đức thì có nhân cách. Trong giáo đồ của Đức Phật đó, thì những vị xuất thân từ giai cấp cùng đinh đã trở thành những người có cái tầm ảnh hưởng về đạo đức và trí tuệ lớn trong tăng đoàn. Ubali là một ví dụ điển hình, xuất thân từ nghề thợ cạo, là những nghề lao động tay chân á,
là dành cho giai cấp Sukra, tức là giai cấp cùng đinh, giai cấp nông nô, giai cấp nô lệ. Mà về đạo đức á, thì Upali được xem là chói sáng nhất, tuyệt vời nhất. Theo nghiên cứu của giáo sư Rice Davis, người có công phiên dịch kinh Đạo Pali ra tiếng Anh, cho rằng đó có tối thiểu là 8,5% phụ nữ được nhận vào ni đoàn của Đức Phật thuộc con nhà hạ tiện. Đó là giới cùng đinh của xã hội. Còn 92 hoặc là 91,5% còn lại thuộc về các giai cấp khác, trong đó phần lớn là giai cấp vua chúa. Bắt đầu từ sự kiện Mahabasa Ba Đề, hoàng hậu của Sakya, công chúa Yajurala và nhiều bà mệnh phụ phu nhân của dòng họ Sakya trở thành các vị nữ tu. Sự có mặt của 8,5% giai cấp cùng đinh trong ni đoàn đó cho thấy là Đức Phật không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào về nguồn gốc xuất thân. Trưởng lão đi kệ là một tác phẩm nói về sự chói sáng trí tuệ và đạo đức của các vị ni, trong đó xuất thân của họ có những vị thuộc giai cấp cùng đinh. Cái câu chuyện Ananda đi khất thực, rồi một người đẹp dòng Mathanga. Mathanga là một trong những giai cấp cùng đinh nhất, đã dâng cúng nước. Lúc đầu thì cô ấy ngại ngùng vì cái giai cấp hạ tiện của mình, nhưng khi được giải thích bởi ngài Ananda đó thì cô ấy đã mạnh dạn dâng cúng nước. Và cái câu chuyện này đó cho chúng ta thấy về sự xóa bỏ giai cấp mà Ananda đó chỉ là học trò Đức Phật đó, đã thể hiện đúng cái chủ trương của thầy mình. Vì ngài chỉ xin nước chứ không xin giai cấp. Ma Thăng Ga đó trong tiếng Hán phiên âm là Ma Đăng Già. Vì người Trung Quốc á có nhiều từ phát âm không được, cái phiên âm của họ nó khó chuẩn. Nếu ta đọc theo Bạch Thoại là Mã Thẳng Thẳng Chia, Mã Thẳng Chia, còn ta là đọc Ma Thăng Ga nó dễ hơn. Sau này ta nói Ma Đăng Già tức là các cô phụ nữ đi quyến rũ các ông thầy. Cái câu chuyện lịch sử thì nó không có lâm ly bi đát như là ở trong kinh Lăng Nghiêm đâu. Vì kinh Lăng Nghiêm của Trung Quốc viết mà là họ thêm gia vị vào cho câu chuyện đó để giới thiệu về cái vai trò của Mật Tông và giới thiệu sự có mặt của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vốn là Bồ Tát biểu tượng chứ không phải là Bồ Tát lịch sử. Còn câu chuyện thật của nó đơn giản là xin nước cho con xin giai cấp. Từ đó cô này quý phục dẫn đến yêu, rồi được Đức Phật dụ. Nên là muốn yêu được A Nan thì phải xuất gia. Khi xuất gia rồi bà tu học tốt trở thành A La Hán. Còn Trung Quốc vẽ ra cái câu chuyện Ma Đăng Già dùng bùa rồi sau đó mới dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để giải bùa. Rồi Văn Thù Sư Lợi đó dẫn A Nan và Ma Đăng Già về Tịnh Xá Kỳ Viên, nhà đó mà Đức Phật nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm, và từ đó Mật Tông được thừa nhận ở trong Đạo Phật Đại Thừa. Đó là câu chuyện dựng lên đây, không có thật nha. Nhiều thứ Trung Quốc dựng lên lắm, lịch sử thì không có. Số 3, trọng tâm của khế ước xã hội Phật giáo. Số 1, nhỏ, thiết chủ quyền đồng thuận.
Consensual Theory of Severity, đồng thuận được xem là cái nguyên lý quan trọng nhất, và theo đó đó đại đa số cùng chấp nhận một chủ trương qua hình thức biểu quyết tập thể. Ở trong thuyết ước ma đó, đó là một cái hình thức biểu quyết đồng thuận. Có những cái đó thì biểu quyết một lần nhất bạch ước ma, quan trọng hơn là biểu quyết hai lần nhị bạch ước ma, chuyện hệ trọng nữa đó thì biểu quyết ba lần tam bạch ước ma, để mà thể hiện cái đồng thuận cao. Và đây áp dụng cho tính chủ quyền độc lập của một đất nước. Hay nhỏ, nguyên lý quản trị bầu cử, tức là quản trị chính phủ qua sự bầu cử. Thời vua mà còn do dân bầu mà, thời xưa đã được như thế thì thời nay phải tiến bộ hơn. Cho nên bầu cử thật là tốt thì tạo ra được cái sự chọn lựa những người đại diện vốn là nhóm tinh hoa để lãnh đạo đất nước. Đây là mô hình dân chủ theo cái nhìn của Đức Phật. Số 3, nguyên lý nhà vua thông thái. Ở trong kinh Khởi Tứ Nhân Bộ, Đức Phật nói rõ lắm, vua là nhân vật thông thái. Thông thái như là giỏi hơn người bình thường. Ở trong triết học Plato đó có khái niệm nhà vua, triết gia, king, philosopher, hoặc có chỗ dịch là philosopher king, tức là vua phải là một nhà thông thái mới quản trị được đất nước, và nhà thông thái phải làm nhà vua để thể chính trị được tốt. Cho nên chỉ có thành phần tinh hoa mới được bầu chọn làm vua. Còn có nhiều giai đoạn lịch sử đó, thành phần lãnh đạo đất nước là con cháu cha ta, chả có tài đức gì hết ta, có thế thần là lên được. Và trong giáo hội của chúng ta hiện nay nó cũng có cái xu thế đó ha. Cho nên cái công bằng xã hội ở mọi tổ chức đó chỉ là tương đối thôi, khó mà đạt được cái kỳ vọng chuẩn mực. Số 4, chủ quyền chánh pháp, tức là quản trị đất nước bằng chánh pháp. Và đây là cái nền tảng của học thuyết Chưởng Lương Thánh Vương, tức là ngoài pháp trị còn phải dùng là chánh pháp trị, rồi ngoài ra đó còn phải bổ sung thêm đức trị, tức là mô hình nhà vua lý tưởng đó phải gồm là quản trị đất nước bằng cách là thượng tôn luật pháp, thứ hai là thượng tôn chân lý, thứ ba là thượng tôn đạo đức. Luật pháp, chân lý và đạo đức là ba trụ cột để phát triển đất nước. Số 5, học thuyết quản trị chức năng, tức là nhà nước phải đảm bảo được các chức năng đảm bảo an ninh cho hệ thống xã hội, đảm bảo sự phát triển kinh tế của đất nước, đảm bảo được nhân quyền ở mức độ cao nhất. Vấn đề 2, nguồn gốc vương quyền. Nguồn gốc là nói về cái nguyên do phát sinh. Vương quyền là nói về quyền lực của giới lãnh đạo, không nhất thiết là nhà vua. Giới lãnh đạo đó là bất cứ thành phần nào được dân bầu. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 89 đến 90 bản Pali có đoạn mô tả thế này: nguồn gốc và sự phát triển của xã hội loài người đó, nó trải qua các giai đoạn. Và giai đoạn bắt đầu của đó là giai đoạn lượm nhặt thực phẩm trở thành là tư hữu hóa, rồi nỗ lực đó biến nó thành là tài sản chung. Sau đó đó nó bước qua cái giai đoạn là sản xuất nông nghiệp. Đây là cái tiến trình phát triển tự nhiên của xã hội loài người thôi. Nó trải qua một giai đoạn đó, thì nó dùng một cái mô hình sản xuất,
sản xuất trong giai đoạn sơ khởi đó là lượm nhặt thực phẩm, tích góp lại rồi phân chia ra. Cái này nó giống như cái mô hình hợp tác xã của xã hội chủ nghĩa. Còn sản xuất nông nghiệp thì phải có phân chia ruộng đồng. Người có quyền lực á, thì diện tích đất đai được lớn, ruộng được to. Người kém quyền lực á, thì đất đai nhỏ, ruộng ít. Và cái đó nó tạo ra cái sự bất bình đẳng xã hội và dẫn đến những cái mầm mắm cho những cái đấu tranh giai cấp. Bởi vì người ta thấy có những cái bất công. Và cái quyền lợi đó chỉ dành cho giới nông nô địa chủ, xin lỗi, giới địa chủ thôi. Còn toàn bộ cái bất hạnh đó đổ dồn cho giới nông nô. Cũng theo bài kinh này đó, khi mà cái quy trình sản xuất nông nghiệp của con người được thực hiện, thì lúc đó đó cái thiết chế tư hữu đã bắt đầu có mặt. Tư hữu hóa là cái nguồn động cơ để làm cho người ta tham gia sản xuất, đầu tư sản xuất để tìm kiếm những cái thu hoạch trong sản xuất. Cho nên thiết chế tư hữu không phải lúc nào nó cũng xấu. Tư hữu hóa nó làm cho người ta đầu tư nhiều hơn, có trách nhiệm hơn, vì ta tin rằng là nó thuộc về mình và mình được trọn quyền sử dụng cái tư hữu đó cho các mục đích xã hội và dân sự. Khi mà thiết chế tư hữu hóa đã có mặt á, thì cấu trúc đời sống gia đình cũng theo đó có mặt. Rồi người ta bắt đầu thiết lập ra mô hình xã hội, quốc gia và các liên minh. Thiết chế gia đình dựa trên tư hữu thôi. Gia đình đó được xem là một tổ ấm, trong đó có một người nam người nữ được xem là vợ chồng. Rồi cái sở hữu của nam nữ này về tình yêu đó là con cái. Qua quá trình lao động sản xuất đó, thì họ tích góp được tài sản, tư hữu và chứa đựng ở trong căn nhà. Do đó mà người ta là nỗ lực hơn, có trách nhiệm hơn, trách nhiệm cho con cái và nỗ lực cho bản thân và những người thân. Và tương tự, xã hội là một tổng thể của các hộ gia đình, quốc gia là tổng thể của nhiều cái cấu trúc xã hội, và liên minh các quốc gia đó là tập hợp các nước cùng cộng nghiệp về chính trị, kinh tế và các mối quan hệ liên hệ. Khi thiết chế tư hữu có mặt đó, thì ta bắt đầu thiết lập ra biên giới đất liền, biên giới biển đảo, và được xem đó là bất khả xâm phạm. Từ đó phân chia quyền lực, thắt chặt an ninh để bảo vệ các cái quyền lực sở hữu đó. Thế đó là cái cấu trúc và tự nhiên của xã hội loài người. Trong các loài vật nó cũng có cái cấu trúc này, cấu trúc tư hữu. Ví dụ như mỗi một cái làng thì nó có một số con chó. Các con chó đó là liên minh với nhau để tư hữu hóa cái làng đó. Khi một con chó lạ xuất hiện, con nào phát hiện ra trước thì phải sủa gâu gâu và ra cái tư thế là sẵn sàng chiến đấu. Các con chó khác nghe cái hiệu lệnh đó lập tức, trong vòng dài chục giây là có mặt, là quay vanh và đánh hội đồng con chó lạ mặt này và tống cứ nó ra khỏi lãnh địa của chúng. Nó sẽ tấn công, thậm chí có thể cắn chết con chó xa lạ đó. Nếu con chó xa lạ đó chiến thắng được các con chó này thì nó trở thành là lãnh đạo, nó trở thành là chủ của lãnh địa đó. Đó là chế độ tư hữu của loài chó. Và khi người ta muốn bảo vệ cái tư hữu, ta phải thiết chặt an ninh, quyền lực quân đội và nhiều cái thể chế khác để bảo vệ nó. Thế thì cái sự độc tôn, đặc hữu và đặc quyền. Khi mà thể chế tư hữu đã có mặt đó, thì Đức Phật khẳng định như thế này là con người nào đó, ở trong tâm thức của họ cũng có sẵn tiềm ẩn các hạt giống của tham lam, giận dữ, si mê. Cho nên đó, họ sẽ lười lao động mà muốn có được sự thụ hưởng về đời sống tiện nghi. Từ đó đó
họ đã phạm pháp bằng các hình thức là lừa gạt, nói láo, trộm cắp, lũng đoạn, móc quạt, hối lộ, vân vân. Ở đâu cũng có những người lười biếng, tức là không muốn đầu tư mà muốn có nhiều sở hữu, cho nên dẫn đến cái tình trạng là lối sống thiếu chuẩn mực. Giờ khi luật pháp đã bị vi phạm thì các tệ nạn xã hội nghiêm trọng lần lượt có mặt theo. Điều này nó trở thành là quy luật trên toàn cầu, ở đâu cũng thế. Cũng có những người tu Phật giáo mình cũng vậy nha, tức là đầu tư ít mà muốn có thành quả nhiều, đó là một hình thức lười biếng tu tập, tức là chạy theo các hứa hẹn mà chỉ có niệm Phật không, một câu đến mười câu, nhất tâm bất loạn, giảng sanh Tây Phương mơ cũng không được. Hiện nay nhiều tăng đi mình chạy theo học thuyết đó, tức là hứa hẹn ảo cho các Phật tử ăn các chiếc bánh vẽ thôi, thay vì là mình khích lệ họ niệm chỉ là đạt được chánh niệm thôi. Còn tu thì phải gồm bát chánh đạo, tức là ngoài chánh niệm phải tu thêm 7 tố còn lại, thì đó là 10 người tu là 10 người đạt. Còn tu bằng niềm tin đó, thì 10 người tu đó là 10 người lạc lạc do mê tín. Nhưng mà tiếc cái đó, những người chịu mắc mê tín thì quần chúng rất đông, tức là khích lệ cái sự lười biếng mà hứa hẹn cái thành quả cao thì ai cũng khoái, và cái đó nó tạo ra cái tệ nạn xã hội của Phật giáo. Khi dương quyền đã được thiết lập thì người chịu trách nhiệm cao nhất của quốc gia có thể là vua, tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước, phải đảm bảo được việc ban hành các luật lệ thích hợp để giảng hồi cái trật tự xã hội. Luật pháp được ban hành là một yếu tố không thể thiếu, thì luật pháp nó là cái cán cân để tạo ra các hình thái công bằng xã hội. Khi luật pháp có đó thì sự thưởng và phạt phải đồng hành theo, thưởng kẻ tốt, phạt kẻ xấu. Người được người dân bầu được xem là giới tinh hoa xứng đáng nhất, tiếng Bali gọi là Maha Samata. Maha là đại, Samata là người xứng đáng, và dịch theo nghĩa đen đó là sự lựa chọn của quần chúng nhân dân, tức là người được quần chúng nhân dân lựa chọn. Trong tiếng Sanskrit, Khatija có nghĩa là chúa của các cánh đồng, the lord of the fields. Từ ngày xưa đó, cái quyền lực xã hội đó nó nằm trên cái quyền lực địa chủ, cho nên chúa của các cánh đồng tức là vua, người nắm hết tất cả đất đai, giang sơn của một nước đó là nó thuộc về sở hữu tài sản của nhà vua. Còn người dân á, thì được phân công lao động thôi. Thời nào cũng thế, đất là của nhà nước, người dân chỉ canh tác ở trên nó thôi. Và nhà vua này đó phải có chức năng tạo ra cái công bằng xã hội bằng pháp trị, tức là Dhamma. Pháp đây là chân lý, lấy chân lý làm cái khuôn phép để cai trị đất nước. Và mục đích là phải làm sao khích lệ cho mọi người cùng thích chế độ pháp trị. Dhammena Jana Ranjatiti Raj. Nên cai trị đất nước bằng chánh pháp chưa đủ, mà phải làm sao để cho mọi người đam mê và thích thú chánh pháp đó, thì ngoài luật pháp của nhà nước. Và dựa vào kinh này đó thì toàn bộ ý niệm về chính phủ, vương quốc, xã hội, nhà vua và thiết chế chính trị được hình thành. Theo Đức Phật đó, khi thiết chế xã hội được hình thành rồi đó thì các nghề nghiệp được con người lựa chọn bằng tự do ý chí.
Còn thể chế xã hội đó là được phân công và phân chia. Nó như là kết quả tất yếu của quá trình tư duy, khuynh hướng và nghề nghiệp, chứ không phải là một sự áp đặt, an bài của Thượng Đế hay là của thể chế xã hội. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ đây đó, là người theo Bà La Môn giáo cho rằng đó, Thượng Đế đã thiết lập cái phân công lao động. Đang hiện Đức Phật đó là cái tư duy của con người, khuynh hướng sống người đó đã thiết lập ra cái thể chế lao động và nghề nghiệp, chứ chẳng có ông Thượng Đế nào can thiệp vào. Kỳ vọng lớn nhất của thể chế xã hội theo quan điểm của Đức Phật đó là nhà vua được bầu đó phải có chức năng và làm cho bằng được sự trừng phạt kẻ có tội, để đảm bảo được cái trật tự xã hội, phúc lợi và phát triển của người dân. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà khi Angulimala vào chùa Kỳ Viên đi tu đó, thì lập tức nghe tin này đó, vua Ba Tư Nặc phải đến thăm Đức Phật liền. Đầu tiên là thăm với tư cách tín đồ, sau đó đó đến chùa với tư cách là nhà vua, tạo cái công bằng xã hội và yêu cầu Đức Phật giao trả Angulimala để trừng phạt theo luật định của nhà nước lúc bấy giờ. Nhưng mà rất may đó, Angulimala đã thay đổi nhân cách sống sau một thời gian ngắn làm tu sĩ, đến độ là khi vào chùa Kỳ Viên, trên đường đi đến hương thất Đức Phật đó, nhà vua đã lại một vị tỳ kheo mới, và ông đó chính là Angulimala. Khi được Đức Phật cho biết như thế và dẫn ông vua ra để cho nhà vua thấy được như thế, nhà vua không còn ý niệm trừng phạt một người đã thay da đổi thịt về nhận thức, về nhân cách, về lối sống. Nhà vua đành phải thả là ăn xá cho Angulimala. Đó là trừng phạt kẻ có tội. Như vậy đây, vì kẻ có tội đã trở thành một con người hoàn toàn mới rồi, cho nên ăn xá. Như vậy là việc ăn xá cho kẻ có tội đó, nó thuộc về chức năng của nhà vua. Và đó cũng là cái cách để khích lệ cái đảm bảo được cái trật tự của xã hội. Người tốt phải được khích lệ, người tiến bộ cần phải được tán dương để làm gương. Yếu tố phúc lệ Artha là nhu cầu rất quan trọng để cho con người được phát triển. Hiện nay đó, nhiều thể chế chính trị đó, chỉ nói bằng cái đầu môi chót lưỡi thôi, chứ còn trên thực tế đó, họ không tạo ra được cái phúc lợi xã hội. Con người phải sống rất là chật vật. Hầu như các nước nghèo đều vấp phải cái hiện thực này. Tức là học thuyết rất là hay, nhưng mà cái cơ chế quản lý nhà nước kém, nó dẫn đến tình trạng là cái phúc lợi xã hội không được đảm bảo. Việt Nam mình là có khoảng 92 triệu dân, trong đó có gần 8 triệu dân đó, khoảng 7 triệu rưỡi là công nhân viên chức của nhà nước, quan chức. Là một bộ máy hành chính quá cồng kềnh. 7 triệu rưỡi trên 92 triệu dân là quá lớn. Do bộ máy cồng kềnh về hành chính đó mà đất nước là khó phát triển được. Tức là có gì có nhiều cái nghề ở trong nhà nước là không có phục vụ ở đâu được, tối ngày ngồi chơi thôi, nó dư thừa đó. Nó dẫn đến cái tình trạng là kém phát triển, cạnh tranh rồi sanh nạnh rồi phân bì vân vân, rồi làm trì hoãn lẫn nhau, làm trở ngại lẫn nhau. Kinh Uluka Jataka 270 có đoạn khẳng định thế này: vua đầu tiên đó là được dân bầu chọn. Về ngoại hình đó, nhà vua là người có thân thể tráng kiện, tức là khỏe mạnh, lực lưỡng, bởi vì cái quyền lực chính trị của thời xưa là quyền lực sức mạnh, vua phải tráng kiện thôi. Chứ vua mà ốm ốm giống như mấy ông bị đê là thua. Để nhà vua phải đẹp trai. Tuy nhiên là cái nhân tướng học của Ấn Độ đó đưa ra là 32 tướng đại nhân.
Chứ đẹp trai đó nó theo một cái quan niệm hoàn toàn khác với cách đẹp trai mà bây giờ ta gọi là nam dương, Mister gì đó, không? Toàn là mấy ông yếu điệu đúng không? Tức là tướng thì bảnh bao nhưng mà yếu điệu, thì cái đó nó không có ra là một cái thân thể đẹp trai được. Và quan trọng nhất là người có nhân đức và có trí tuệ để thể hiện được cái năng lực quản trị đất nước. Cái mô hình này nó bị lệ thuộc vào cái thể chế quân chủ thời xưa. Chứ còn nếu mà nói thời nay đó, thì đầu tiên phải là có trí tuệ nè, rồi có nhân đức nè. Chứ còn tráng kiện đẹp trai không cần. Thì trên thực tế cái người mà có trí tuệ thì sức khỏe là không tốt. Thì phát triển về lý trí mà, thì ít có thời giờ đi lao động tay chân, ít có thời giờ thể dục thể thao. Thì trong các quốc gia đó, Mỹ là nước tiêu biểu, mấy ông tổng thống chăm sóc sức khỏe tốt lắm. Mỗi ngày mấy ông phải có trên 1 giờ tập thể dục. Và khi đi tập thể dục đó, ở chỗ nào được mấy ông lựa chọn thì toàn bộ các hoạt động dân sự và xã hội ở chỗ đó phải dẹp hết. Trước Noel đó, sau năm mới chứ. À, thì Barack Obama đi chơi đánh golf, cái chỗ mà ông chơi đánh golf nó đang chuẩn bị tổ chức tiệc cưới vào ngày hôm sau, thì toàn bộ mấy ngàn khách đó phải được di chuyển sang một chỗ khác. Khi biết việc này thì Barack Obama đã xin lỗi với là cặp vợ chồng đó. Thực tế ông ấy không muốn vậy, nhưng mà vì cái thiết chặt an ninh đó nó làm cho người ta phải làm như thế đối với quyền thủ quốc gia ta. Đó là một cái ví dụ cho thấy là tổng thống rất quan trọng về sức khỏe. Như vậy tiêu chuẩn á, vua lý tưởng á, là có trí tuệ nè, có đạo đức nè và có sức khỏe để có thể duy trì được cái trí tuệ của mình. Về chức năng đó thì nhà vua phải phục vụ cho nhân dân. Về đạo đức á, thì nhà vua phải xứng đáng để nhân dân phụng thờ. Hiện nay đức vua Bhumibol của Thái Lan đó được người dân Thái Lan quý trọng. Đa kỳ thái tử Đông Cung á, năm nay 60 tuổi rồi lại không được dân quý trọng, vì cái cuộc đời tình ái của thái tử này nó bị scandal nhiều quá ha. Còn nhà vua kia là chỉ có 1 vợ thôi, và nhà vua này đó rất là cắt cớ. Ông nhờ các tư vấn á, biết chỗ nào mà đời sống người dân còn quá nghèo, thì nhà vua báo với chính phủ là mấy tháng sau ông ấy sẽ đến thăm ở cái làng xã đó, thì tự động chính phủ phải làm đường đó. Và đó là cái cách mà vua Bhumibol của Thái Lan mang lại phúc lợi cho người dân, cho nên được người dân ta phụng thờ như là thánh sống, giống như Phật sống vậy đó. Đi tới đâu ta quỳ mọp ta lại tới đó. Trong cái thời tư bản này, trong cái thời dân chủ này mà người ta còn tôn trọng như thế là hiếm lắm. Tức là có đức có tài thật sự. Còn nhân vật Mahasamata đó được dân bầu, ngoài cái chức năng duy trì an ninh và trật tự đó, thì ông ấy phải đóng vai là thẩm phán đạo đức. Tức là toàn bộ cái vai trò thẩm phán về luật pháp cao nhất cho đến chuyện bình thường nhất là cũng nằm ở nhà vua. Nhà vua có tiếng nói cuối cùng. Nếu mà nhân vật Mahasamata đó không phải là người có tài và có đức đó, thì cái cán cân luật pháp của ông ấy sẽ thiên về cái quyền lợi riêng tư và lợi ích nhóm ta. Cho nên đóng vai thẩm phán đạo đức là phải là một người chuẩn mực về đạo đức, có cái công bằng xã hội để không có sự oan và phạt lầm. Trong nhiều bài kinh Pali, Đức Phật xác định rõ đó, vua tức Raja phải là người gương mẫu và phải là cái người sống tiên phong về đời sống chánh pháp và đạo đức để đạt được các cái đức tính như là công bằng tức là Naya, bình đẳng tức là Sama, đạo đức tức là Sila và chân lý tức là Satya.
Tức là bốn đức tính tiêu biểu mà một vị vua lý tưởng cần phải có. Thì vua đó phải có được cái công bằng, mà muốn công bằng thì phải sống bình đẳng. Ngoài cái công bằng bình đẳng cho xã hội đó, thì bản thân mình phải là người có đạo đức và tôn trọng chân lý. Bốn quy chuẩn này không phải nhà vua nào hay là nhà lãnh đạo chính trị nào cũng có thể đạt được. Theo Đức Phật, giai cấp xã hội là kết quả tự nhiên của quá trình lao động và nghề nghiệp trên nền tảng của sự lựa chọn tự do. Thì trong lớp đây có khoảng 200 sư cô không? Hơn hả? Thế là số gần 300 này đi tu á, là cái tự do ý chí thôi. Là do mình thích mình đi tu. Có người trốn mà đi tu, có người bỏ chồng mà đi tu. Mà giờ số đó ít ha. Đó là sự lựa chọn lý tưởng mà mình đi tu, chứ không phải là bị người ta ép buộc đi tu thuê. Những người ở hải ngoại, ta ghét giáo hội trong nước này, người ta nói giáo hội này là giáo hội quốc danh. Các thầy tu á là công an, được trả lương để vào chùa làm nhà sư. Các sư cô là công an nữ, hay là nữ công an viên, được trả lương để vào chùa làm nhà sư nữ. Nói nghe rất là dốt nát mà họ cũng nói được. Vào chùa thức khuya dậy sớm, đời sống giản đơn, từ bỏ mọi hưởng thụ. Mà nếu cái ông công an nào, bà công an nào mà làm được như thế cũng đáng lễ lại lắm. Phật tử thuần thành á, vào chùa mà ở tuần á, tu thì còn được, mà ở chừng vài tháng là le lưỡi. Công an đâu bằng Phật tử, làm sao mà làm nổi chuyện đó. Còn công an trốn quân dịch hay là lính trốn quân dịch, giả dạng làm nhà sư trong cái thời kỳ chiến tranh của Việt Nam á, thì mấy người đó ta đâu có tụng kinh bái sám gì đâu, ta trốn mà. Do đó trong thời kỳ chiến tranh đó, nhưng mà những người theo thể chế Việt Nam Cộng Hòa ghét Đạo Phật đấy, thì họ đồng hóa cho giai đoạn chiến tranh là như thế. Thì trong hòa bình đó, nhiều công an cũng làm như thế. Đó là xuyên tạc. Thì nhờ cái lao động và tự do chọn lựa nghề nghiệp đó, mà con người có các thiên hướng nghề nghiệp khác nhau. Có người thích làm chính trị, có người thích làm nhà giáo, có người thích làm kinh doanh, có người thích làm nghệ thuật, mỹ thuật, công nghệ. Có người thích lao động tay chân, có người thích ở đợ, có người thích ăn xin. Gần như là nó là cái tự do ý chí, quyết định nhiều. Dĩ nhiên có một số tình huống bị bắt buộc, chứ đó không nhiều, không đáng kể. Chẳng hạn như cái công nghệ ăn xin ở Ấn Độ đấy, thì mấy tay mafia ăn xin á, họ giả vờ là thân cận cái giới bình dân nhà nghèo ở những khu ổ chuột và sọt rác, rồi họ cho bánh kẹo, cho tiền bạc, vũ khí đó, bắt đầu đi theo, cái họ bắt cóc về, họ bẻ gãy tay chân, trở thành kẻ què quặt. Rồi một ngày họ phải yêu cầu đó là phải mang về được, ví dụ như là 10 đô hay là 5 đô thì cho sống mà không giết chết. Tới mấy người đó trở thành là con lạc đật bị giật dây. Họ phải đóng cái vai rất là thảm não, khóc la đau nhức vậy đó, để moi cái sự buổi lòng và tình thương của quần chúng. Có bộ phim Tỷ Phú Ổ Chuột là mô tả về xã hội Ấn Độ thật đấy. Ở đây có sư cô nào xem Tỷ Phú Ổ Chuột chưa? Chưa hả? Nên xem. Giờ thuyết phục sư phụ cho xem. Phim đó nó mô tả về cái bất công xã hội hay lắm. Và cái thông điệp nằm đằng sau bộ phim này đó, đó là sự chuyển nghiệp theo Đạo Phật. Tức là hai anh em giai cấp cùng đinh. Một người đó thì trở thành tướng cướp, một người trở thành là tỷ phú. Cái anh đóng vai người anh nó trở thành tướng cướp á, là
thả cái thân phận mình theo số phận đã an bài. Còn cậu em á thì nỗ lực tự thân, trải qua nhiều nghề nghiệp khác nhau, từ ăn xin rồi cho đến là hướng dẫn du lịch, rồi cho đến làm người hướng dẫn vi tính, rồi sau đó tham gia các trò chơi tỷ phú và trở thành tỷ phú. Tức là nó nói đến cái khát vọng đổi đời, còn một bên là cái khát vọng lúng lúng sâu trong cái số phận. Và phim lấy cái bối cảnh thật của xã hội Ấn Độ để mô tả. Cái phim đó quay tại Bombay ha, nơi mà có đến mấy ngàn cái nhà ổ chuột ngay thành phố Bombay lớn nhất của Ấn Độ. Vì vậy là những bé trẻ thơ bị què quặt đó, rõ ràng là không muốn làm cái nghề ăn xin, nhưng mà bị giới mafia làm cho què quặt và trở thành là nạn nhân, buộc phải làm cái nghề đó mà không bị giết chết. Thế số lượng đó là không nhiều. Hoặc là nhiều chị phụ nữ Việt Nam bị bán sang Malaysia để vào cái ổ mại dâm, đó là bị ép buộc. Số lượng đó không nhiều so với cái tổng dân số của con người trên địa cầu. Và phần lớn đó là người ta chọn lựa. Có nhiều người thích làm, không thích làm người cao quý mà thích làm nghề và bằng cùng hèn hạ. Những người làm nghề đồ tể, những người làm nghề lầu xanh, những người làm nghề cờ bạc, nghề buôn bán ma túy, nghề rượu bia, đều là những nghề thấp kém. Và phần lớn là sự lựa chọn cá nhân. Vì tự do ý chí làm cho người ta được quyền lựa chọn, cho nên Đức Phật khẳng định con người phải được quyền bình đẳng về mọi phương diện. Không ai được cho phép khẳng định mình cao hơn người khác, quan trọng hơn người khác, đặc quyền người khác chỉ vì lý do huyết thống của mình là sắc lê đệ hay là bà la môn. Mỗi người phải bình đẳng trước pháp luật. Số 3, vấn đề 3, chuyển lương thánh vương. Số 1, khái niệm chuyển lương thánh vương. Tăng Chi tập 1, trang 109, tập 3, trang 149. Có đoạn như thế này: Đức Phật còn được gọi là chuyển lương thánh vương. Xin lỗi, Đức Phật được gọi là Pháp Vương. Dhamma Raja, cha là, Raja là vua, Dhamma là chánh pháp hay là chân lý. Và có một cái từ tương đương là Dhamma Sami. Đối lập lại với cái từ này, đó là chuyển lương thánh vương Chakravarti, tức là vua về quân sự và chính trị. Và Đức Phật là vua về chân lý. Như vậy Đức Phật là vua của tôn giáo, còn chuyển lương thánh vương là vua của chính trị. Chuyển lương thánh vương phải là người có chức năng vận chuyển bánh xe chánh pháp, hay để hiểu đơn giản nhất là bánh xe chân lý. Chân lý đã được luật pháp hóa, và do đó đó chuyển lương thánh vương phải có chức năng tôn trọng chánh pháp, dựa vào chánh pháp, cai trị đất nước theo chánh pháp, vì sự sáng lạng của thế giới. Đó là một cái khẳng định rất là có chiều sâu. Chữ Dhamma đây có nhiều nghĩa lắm. Dhamma là chân lý, Dhamma là quy luật, Dhamma là cái thiện, Dhamma là luật pháp. Như vậy chuyển lương thánh vương phải là người tuân thủ luật pháp, tuân thủ chân lý, tuân thủ cái thiện, tuân thủ đạo đức. Và nếu chúng ta so sánh với khái niệm Dhamma trong Ấn Độ giáo, thì Dhamma đó là quy luật giai cấp, thì Dhamma trong Đạo Phật là quy luật chân lý và đạo đức. Cũng là một khái niệm thôi, nhưng mà nội hàm trong đó là khác nhau hoàn toàn. Cho nên chuyển lên thánh vương được hiểu theo cái ngữ nghĩa thứ hai, chứ không phải là nghĩa của quy luật giai cấp. Trong Kinh Trường Bộ tập 2 trang 17,
Trường Bộ tập 3 trang 142, Trường Bộ tập 2 134. Khẳng định cái sự giống nhau về ngoại hình giữa Đức Phật tức là Pháp Dương và Chúa Trinh Dương là cả hai đều có 32 tướng đại nhân. Tiếng Bali gọi là Mahapurisa Lakkhana. Purisa là nhân, tức là con người. Maha là đại. Đại nhân được hiểu là vĩ nhân. Lakkhana là tướng hay là nhân tướng. Tướng của một người phi thường. Còn được gọi là Acharya Manusa. Manusa là người, Acharya là thánh cao quý hay là thiên liêng. Và ở đây đó chúng ta nên nhớ là tướng đại nhân khác với là tướng đẹp. Người vĩ đại khác với là người đẹp. Và Trung Quốc thì có thói quen dịch cái từ đó là 32 tướng tốt. Tam thập nhị hảo tướng. Đó không phải là tướng tốt, không phải là tướng đẹp, mà là tướng đại nhân. Cũng có một số bài kinh khác đó, thì Chuyển Lưu Thánh Vương chỉ đạt được 31 tướng đại nhân thôi. Còn một tướng Mã Âm Tàng là không đạt được, vì đó là cái kết quả của sự chuyển hóa tính dục. Mà nhà vua được quyền có nhiều vợ, cung tần mỹ nữ để phục vụ các khoái lạc trần đời, cho nên tướng Mã Âm Tàng đó không có. Cũng có một số bản kinh đó, thì ngoài cái tướng Mã Âm Tàng, các Chuyển Lưu Thánh Vương không có tướng nhục kế, biểu tượng của trí tuệ. Nhục tế là cái cục thịt nhô trên đỉnh đầu giống như là búi tóc. Kế là búi tóc, nhục là thịt. Bây giờ Trung Quốc làm hai cái, ở trên đây một búi tóc, ở đây một cục thịt, tức là lạc khỏe. So sánh giữa sự giống vật khác của Pháp Dương và Chuyển Lưu Thánh Vương, Tăng Chi tập 1 trang 76, tập 2 trang 245 nói rằng đó là hai đối tượng đáng được tôn thờ. Lý do được tôn thờ đó được giải thích như sau. Đây là hai con người sinh ra trên thế giới này vì phúc lạc, hạnh phúc và lệ lạc cho số đông. Bậc Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác và Chuyển Lưu Thánh Vương, cái chết của họ là được thương tiếc bởi nhiều người. Đây là hai đối tượng đáng được xây tháp tôn thờ xá lợi. Đó là cái đoạn mô tả về cái giá trị của Chuyển Lưu Thánh Vương, tức là thay thế Đức Phật để mà điều hành đất nước trên nền tảng của luật pháp, đạo đức và chánh pháp. Tức là mô hình đức vua lý tưởng á, được Đức Phật đề cao quá hay. Còn theo nghĩa đen á, Chuyển Lưu Thánh Vương á là nhà vua có khả năng thống nhất giang sơn về một mối, tức là thống nhất đất nước, được cai trị đất nước bằng luật pháp, vậy thôi. Số 2, bảy đức và bảy sở hữu của Chuyển Lưu Thánh Vương. Năm đức. A, năm đức dựa vào Tăng Chi tập 3 trang 148. Chuyển Lưu Thánh Vương phải là người sở hữu trước nhất là kiến thức về cái thiện, phải biết đâu là cái thiện ha. Thứ hai là kiến thức về thực tại, tức là kiến thức về chánh pháp á. Thứ ba là kiến thức về sự trừng phạt, tức là nắm vững luật pháp. Thứ tư là kiến thức về thời cuộc, tức là nắm rõ về cái bối cảnh thời gian, lúc nào nên tấn, khi nào nên thối, lúc nào nên ban giao, lúc nào nên cấm giận, lúc nào nên làm cái gì. Và cuối cùng đó là kiến thức về các nhóm xã hội, tức là biết rõ được các hội chúng, các hội đoàn, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, rồi các cái tổ chức xã hội đen. Phải nắm rõ hết thành phần nào trong xã hội, dù là những tổ chức mới phát sinh cũng phải nắm. Ví dụ như Aqida là tổ chức khủng bố toàn cầu, rồi bây giờ nhà nước Hồi giáo IS là tổ chức khủng bố toàn cầu nguy hiểm, phải nắm được họ.
thì mới quản lý họ được. Như vậy là nó là năm đức, nhưng thực ra đây là những cái tiêu chí về kiến thức, năm kiến thức nền tảng mà một nhà vua cần có. Nhà vua nào có được năm đức này thì thôi đất nước phát triển. Trung Bộ tập 3 trang 63 khẳng định nhiệm vụ của Chuyển Lên Thánh Vương là tôn kính, bảo hộ và truyền bá nguyên lý công bằng, tức là Dhamma. Đang khi Dhamma trong Ấn Độ giáo là quy luật giai cấp, còn Đức Phật sử dụng một cái nghĩa đối lập, tức là quy luật công bằng, quản trị đất nước bằng sự công bằng chứ không phải là bằng bạo lực. Từ đó, đó đảm bảo được cái an ninh và bình thịnh vượng cho mọi thành phần trong xã hội. B. Bảy sở hữu dựa vào Trường Bộ tập 3 163, Tăng Chi tập 4 trang 5. Bảy sở hữu quyền lực của Chư Đức Thánh Vương bao gồm: thứ nhất, bánh xe quyền lực, tức là cái quyền lực chính trị, quyền lực cai trị đất nước và quyền lực về luật pháp. Thứ hai là voi báo, phải có voi chiến thật to, khỏe và khôn ngoan, vì quân đội thời xưa đó mà sở hữu được nhiều voi chừng nào đó thì sự chiến thắng nằm trong tầm tay chừng ấy. Một con voi có thể giết được hàng trăm tên giặc. Thì đứng ngồi trên con voi là thế thượng phong, bắn cung tên xuống. Đa khi các cái lính đó, nó chỉ có dao mát không, nó không dúi lên tới được, mà quăng lên thì nó khó hơn là trên quăng xuống. Còn bây giờ đó, voi báo không chung gì, phải có gọi là phi thiền, quả tiễn, hạt nhân, bơm hóa học, vũ khí giết người hàng loạt. Nên tôi đưa giống như voi báo ngày xưa vậy. Thứ ba là có ngựa báo, tức là các cái con kiền trắc khỏe, giỏi, dẻo dai, chạy nhanh để mới có thể thoát nạn được, mới có thể tấn công kẻ thù được. Rồi ngày xưa nhà vua đi trên ngựa là chính yếu, tướng lãnh và lính thì đi trên voi. Thứ tư là ngọc báo, tức là phải có ngọc ngà châu báu, các cái vật quý hiếm. Thứ năm là vợ báu, tức là vợ báu này phải hiểu là gì, đẹp giống như các hoa hậu. Thứ sáu là gia chủ báu, tức là đất nước đó có rất nhiều gia chủ, có công việc làm ổn định, đời sống đạo đức chuẩn mực. Và thứ bảy là có thủ tướng báu, tức là người lãnh đạo đất nước, quan tể tướng á, ngày nay gọi là thủ tướng, ngày xưa gọi là tể tướng. Thì nhà vua nào mà có được bảy cái sở hữu này đó thì nhà vua đó được gọi là Chuyển Lương Thánh Vương. Thì cũng xin nói thêm á, cái quyền lực báo đây là gì, thống nhất giang sơn về một mối. Và ông vua nào mà có được năng lực đó là người ta sợ lắm. Cho nên là Tằng Bà Sa La khi nghe Tất Đạt Đa đi tu là ông sợ lắm. Cho nên đó là các cái nhà tư vấn chính trị của ông đó là chặn giữa đường, biết là từ cái Tỳ Đi Vệ đi hướng về khỏi Đền Lâm á thì phải đi ngang qua cái khu vực đó, cho nên đó là phải dàn dựng lên một cái lễ tế đàn thật là to lớn để chặn đường. Và cái bẫy để mà nhử Tất Đạt Đa đó là: ta xin dường nửa giang sơn Ma Kiệt Đà này cho ngài, để xem coi cái thái độ của Tất Đạt Đa như thế nào. Tất Đạt Đa đã không màng đến, giả từ ra đi. Nhà vua mới nhẹ nhõm, tại vì người ta đồn rằng là nếu ông này mà đi làm chính trị, ông sẽ trở thành là Chuyển Lương Thánh Vương. Mà Chuyển Lương Thánh Vương đó thì 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ đó sẽ được thống nhất về một mối. Thì Ma Kiệt Đà bị mất. Ma Kiệt Đà lúc đó là mạnh nhất trong 16 tiểu quốc. Thì đó là cái học thuyết khế ước xã hội và vương quyền theo kinh điển Pali. Về chúng ta nghiên cứu thêm nha. Thì còn một số chức năng khác của vua Chuyển Lương Thánh Vương có nằm ở trong cái bài này. Chịu khó xem thêm.
ở phần Ba La Mã đó, ha. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.